Xin chào cả nhà đã đến với clip thứ hai của tuần này, ngày 30 tháng 11. Clip này thì em lên một số món đồ bếp anh chị. Mã đầu tiên K42, dao gọt 100, lưỡi dài là 7,5, rộng là 3,4 cm. Này của Đức, dao gọt của Đức, cán gỗ. K43 50.000, lưỡi dài 10,2, rộng 3 cm. Một lớp thép không rỉ, cán gỗ. K44 60.000, dao gọt của Beulai ạ. Vỏ ha, vỏ nó hơi lỏng xíu. K45 30.000, dao gọt gấp gọn. K46 60.000, nó có chỗ đồ khui ạ. Lưỡi dài 7,5, rộng 3,7 cm. Một lớp thép không rỉ, cán gỗ. K47 lưỡi dài 9, rộng 4,5, dày 0,12 cm. Cán bằng sứ anh chị. K48 cái hũ đựng cồn, hũ đốt cồn, 70.000 ạ. Mình châm cồn ở đây mình đốt anh chị. K49 80.000 ạ. Mình tắt thì mình gạt qua một bên. 80.000. K50 30.000, cái phễu inox. Phễu này size nhỏ anh chị. Ngang là 5,5. K51 nó nhỏ giống vậy anh chị, 30.000. K52 50.000 ạ. Loại nhỏ. Dài là 21 cm. K53 70.000, dài 22 cm. K54 90.000, loại này dài hơn chị. Cây này dài tới 32 cm. Cây dài dài 32 cm. 90. K55 30.000. 6.5, dài 20,5 cm. Thương hiệu dập chìm, muỗng nhỏ. K56 40.000, ngang 5, dài 22,5 cm. K57 40.000, ngang 6, dài 21 cm. Này của cây. K58 70.000, ngang 6,5, dài 21 cm. Này của Emot Japan. K59 70.000, ngang 7, dài 23 cm. Này nó hơi vết lắm tấm, cái này của Ý. K60 50.000, cái muỗng inox anh chị ha.
K61 ngang 7 dài 24 xăng. K62 40.000 ngang 6,5 dài 33,5 xăng. Mũn rất là dài. K63 60.000, chỗ này có vết xíu anh chị. Ngang là 7 dài 33,5 xăng. Thương hiệu. K64 ngang là 8,5 dài 27 cm. Này nó hơi quay hơi ấy một xíu anh chị ha. K65 ngang 8,5 dài 30 cm. K66 40.000 ngang là 8,5 dài là 30. Đốc liền khối. Chỗ này có vết keo thôi nha anh chị. Đốc liền khối. K67 50.000 sáng bóng đẹp ạ, ngang 8,5 dài 27 cm. K67 hai cái trùng. K98 K99 nha. Cái này K99. K99 50.000. Ngang là 7,5 dài 28 cm. Đốc liền khối anh chị. K68 50.000. Ngang 6,5 dài 34 cm. Này IKEA, này hàng gia công Trung Quốc ha. IKEA thương hiệu cũng nổi tiếng gia công nhiều nơi. K69 60.000. Ngang là 9 dài 29 cm. Meridian đốc liền khối. K70 70.000 ngang 8,5 dài 29 cm. Đốc liền khối. Tay cầm bự. K71 ngang 11 dài 39 cm. Đốc liền khối. K72 ngang 9,5 dài 30 cm. Muỗng rất là dày nha anh chị. Rất là dày nặng. 90.000. K73 này của thương này nó đốc liền khối nè. Vũm sâu ha. Ngang 9 dài 34 cm. Này của IKEA. K74 80.000 5 cái muỗng. Dày dặn đốc liền khối. Có hãng Kai và những hãng khác. 80 muỗng ăn cơm. K75 muỗng ăn cơm ngang 5 cái 100.000. Muỗng rất là đẹp. Dày dặn. Hàng mới sáng bóng. Phía sau phẳng đẹp lắm anh chị. Honeycut nè. Bami và những hãng khác. IKEA nữa. K76 5 cái 100.000 ạ. Có hoa văn. Muỗng mới sáng bóng đẹp. Đốc liền khối dày dặn. Nhiều hãng khác nhau. K77 6 cái 100.000. Một kiểu mẫu đơn giản ha. Đốc liền khối. Mới sáng đẹp. Dày dặn. Thương hiệu dập chìm. K78 6 cái 120. Kiểu hoa văn thế này ha. Dày rất là dày anh chị. Thương hiệu dập nổi nha. Có cái dập nổi, cái dập chìm. Nè hàng xịn, hàng vip lắm. Hai cái tròn nè. Còn mấy cái muỗng dài. K79 120. 10 cái muỗng. Cùng hãng. Cùng hoa văn đốc dày liền khối. Sáng bóng đẹp. Thương hiệu dập nổi.
K80 9 cái. Cái này 150. Chín cái 120. Có 4 cái nĩa và 5 cái muỗng. Này hàng mới ha. 4 nĩa và 5 muỗng. Rất là đẹp anh chị. Trend led. Có hít 500 nha anh chị. Nó mẹ có màu có hơi có bạc ở trong này nè. Cán rất là đẹp. Nguyên bộ. Hàng mới, nguyên bọc. Trăm hai bộ này. K81. Ủa, đây. Bộ muỗng, da muỗng nĩa. Bộ đồ khui với đôi đũa 90.000 ạ. K82 30.000. Inox không hít 500. Này em sale nha anh chị. Nó ngang là 12, cao là 9 xăng. Nó sẽ có một cái đế dưới này để đựng đồ ở xe anh chị. Nhưng mà nó thiếu ha. Này em xem anh chị về làm gì làm. K83 40.000. Này cũng inox, nó thiếu cái chân, thiếu một cái cao su nè. Dài là 15, ngang 17 xăng. K84, mấy cái này em xem hết, hàng inox. Rất là dày, cái này em biết để làm gì anh chị. Dài là 18, ngang là 20. K85 120. K85 120 ạ. Cái hộp, hộp này không đựng nước được nha anh chị. Nó có độ hở, nó không có ron, không có ron đâu. Inox sáng bóng hàng như mới mà cái nắp nó dày lắm. Cái này ngang là 10, cao là 7 xăng. Trăm hai ạ. K86 60.000. Này kiểu để như thế này nè. Kiểu gắn muỗng phải. 60.000 cái này. À, nó để làm cái gì à? Hay để đựng bếp cồn không biết. Sáu mươi. K87 150. Của Tifon mới đẹp hơn chị. 150. K88 8990 đánh bảy cá bằng đồng 70.000 ạ. Này thì nó hơi lỏng lỏng này xíu anh chị ha. Nó to nhưng mà nó hơi lỏng xíu. K91. Này như cái chảo, có hít 500 ha, nhỏ. Ngang 13,5, rộng là 2,5. 50.000 ạ. K92 80.000 sừng hấp. Ngang 23 xăng. K93 150. Nó dày lắm anh chị. Ngang là 26 xăng. K94 ngang là 17,5, sâu 7,5, nặng 400 gram. Nồi nấu được tất cả các loại bếp.
ở đây nó có độ G nha anh chị, độ G ở đây dày dặn, rất là dày, không có nắp ạ. K95 700 em sale ha, nó bị chóc rồi anh chị. Của Tifon không nấu được bếp từ, ngang 26, sâu 5,6, nặng 600g. K96 150 ạ. Này của Genius. Này ceramic anh chị. Xài rất ok nhưng mà vận chuyển về nó bị xước anh chị. Ngang 28, sâu 4,5, nặng 1 kg. Nấu được tất cả các loại bếp. Cái này thì 40.000, ngang 28, sau 4,5 nặng 1 kg, nó hơi xước hơn xíu anh chị. 140. K98. Này của Tifon nấu được tất cả các loại bếp. Tifon của Pháp ha. Cái lớp men của nó hơi sờn nhẹ. Lớp men này nó cứng lắm. Nó sờn, em thấy nó sờn chứ nó không thể tróc được ha. Cái sơn này nó không tróc được. Sau đây em xin kết thúc video ạ. Cảm ơn chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.